Nhà bác Anh trong này đúng không? Vâng. Con là con nhà ai? Bố hiện là hàng xóm bác Anh hả? Thôi, mày dẫn đường cho chú nhá. Ôi, trẻ con đây vui thật. À đây, đây nhà bác Anh đúng không? Chú nhớ, chú nhận ra rồi. Đây đúng không? Chú lì xì cho này. Lì xì cho con nhá. Ngoan lắm. Đứa bé, một đứa trẻ ngoan. Chờ chút xíu. Chú là Caramel này. Caramel. Không chú. Con ơi, nghe lời bố mẹ nhá. Ngoan nhá, học giỏi nhá. Chú là một người bình thường thôi, chứ không phải Caramel gì đâu. Chú gắn gắn chơi vậy thôi. Chú làm YouTube à? Không có. Tới đâu chú làm cái này là YouTube không? Không phải đâu. Đâu nhỉ? Nhà bác Anh đâu nhỉ? Ủa sao nhìn giờ khác rồi? Ủa mới xây hả? Nhận không ra luôn đó, chỉ nhận thấy cái vườn này là nhận ra này. Giờ vô cái nhà này không nhận không ra luôn đó. Nhà đẹp quá. Hồi xưa đây là cái sân rất là rộng. Giờ đây xây cái nhà đẹp rồi. Cũng. Con chào bác. Dạ. Bác con nhớ ra nhận ra con không? Bác con nhận ra con không? Ờ, bác không nhận ra con rồi. À. Bác Anh đi đâu rồi bác? Đây, ông Anh ơi! Ông Anh! Anh bảo! À dạ đúng rồi, con đây! Dạ! Về đây bây giờ! Bây giờ bác! Dạ! Về đâu rồi? Con mới về tức thì! Dạ! 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 Ủa nhà này mình mới xây hả bác? Ừ, đấy. Dạ. Nhà đẹp quá. Nhà anh Hữu xây hả bác? Ừ. Dạ. Vợ cho anh Hữu về đây rồi hả? À. Dạ. Anh làm mấy năm ạ? Chục năm rồi hả? Chục năm... À, khổ nha. Xa vợ xa con. Thế... Yeah.